Các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các anh chị về cách lựa chọn đèn LED, cách lựa chọn đèn âm trần. Video này giới thiệu về đèn âm trần thì mời các anh chị nhìn lên cái bảng mẫu trưng bày mà chúng tôi đã lắp với 9 ô đèn khác nhau, với 9 loại đèn, với công suất và ánh sáng khác nhau. Đây là đèn công suất 10W, ánh sáng trung tính. Đây là đèn 7W, ánh sáng trắng. Và đây cũng là đèn 7W, ánh sáng trắng. Các anh chị nhìn ở đây thì cũng hình dung như cái căn phòng của các anh chị, với cùng một diện tích nhưng mà với lại các loại đèn khác nhau, chất lượng ánh sáng khác nhau, thì màu, nhiệt độ màu nó đã khác nhau rồi. Đây là ánh sáng trung tính với nhiệt độ màu là 4000K. Đây là ánh sáng trắng đang được lắp sản phẩm đèn LED Duhan Made in Việt Nam với nhiệt độ màu là 6500K. Và đây là đèn 7W cũng nhiệt độ màu là 6500K nhưng mà Trung Quốc sản xuất. Đây là dòng Trung Quốc rẻ. Để các anh chị nhìn thấy với ba cái ô đèn, bạn có thể đưa lại gần đây để các anh chị nhìn nó trực quan lại hơn. Đó là có ba cái ánh sáng, kết quả hiển thị nó sẽ khác nhau. Đây ánh sáng rất là xanh và đủ công suất. Đây là đèn của Duhan này, 7W đủ công suất. Đây là đèn 10W này, với ánh mắt LED là COB, ánh sáng trung tính nó khác. Còn đây là một loại đèn của Trung Quốc rồi, cũng là in trên mác là 7, nhưng mà công suất chắc sẽ không đạt, nó chỉ đạt khoảng 5.5W thôi, nhưng mà chất lượng ánh sáng cho ra ba kết quả khác nhau. Một video này muốn giới thiệu các anh chị là các anh chị lựa chọn đèn thì anh chị đầu tiên là phải biết rằng là mình lắp ở khu vực nào, cần ánh sáng bao nhiêu. Chúng ta không nên sử dụng tất cả một tòa nhà dùng chung một loại công suất, bởi vì có những chỗ chúng ta sẽ bị thừa, có những chỗ ta sẽ thiếu, không đủ ánh sáng để sinh hoạt. Trong quy định về ánh sáng đối với phòng khách riêng, phòng bếp riêng, phòng sinh hoạt chung là riêng, và phòng ngủ lại có yêu cầu về ánh sáng khác. Từ trước đến nay thì các anh chị khách hàng thường đi mua đèn âm trần thạch cao này, chúng ta toàn lựa chọn có một công suất cho cả tòa nhà luôn. Kết quả rằng là cái phòng ngủ thì lại thừa ánh sáng, và phòng khách và phòng sinh hoạt chung lại bị thiếu ánh sáng. Một lời khuyên cho các anh chị rằng là hãy đến những cái cửa hàng mà có uy tín, có kinh nghiệm về tư vấn về ánh sáng, để chúng tôi sẽ giúp cho anh chị lựa chọn các loại đèn có công suất khác nhau, phù hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau, thì đảm bảo gì? Nó tốt cho thị lực của anh chị. Đó là một cách lựa chọn thông minh. Còn trước đây thì các anh chị thường lựa chọn theo cách là các anh chị, anh thợ thạch cao đã khoét lỗ như thế nào, các anh chị cứ đi mua một loạt giống nhau hết. Kết quả rằng là có những cái phòng chúng ta bị thiếu ánh sáng, không tốt cho mắt của chúng ta. Và có một phòng, cái phòng ngủ thì lại thừa ánh sáng quá. Chúng ta muốn xem cái tivi ở trong phòng ngủ thì lại bị thừa ánh sáng, bị chói mắt, chúng ta phải tắt bớt đi. Trong khi cái phòng khách, khi chúng ta có khách, phòng ăn thì lại không đủ ánh sáng để chúng ta nấu nướng. Bởi vậy là các anh chị trước khi đến cái giai đoạn mà lắp đèn ấy, thì một điều là các anh chị hãy nên đi tham khảo, gặp những các chuyên gia về tư vấn về ánh sáng, hoặc là thông qua các anh chị tư vấn thiết kế về nội thất, các anh chị đã phối màu cho anh chị, chúng ta sẽ chọn màu ánh sáng là gì, màu trắng như này hay màu ánh sáng trung tính này, và công suất bao nhiêu cho từng khu vực phòng. Nếu anh chị có thiết kế nội thất đầy đủ thì anh chị đã có, các bên tư vấn thiết kế đã hướng cho các anh chị dùng loại đèn bao nhiêu, số lượng bao nhiêu cái, công suất bao nhiêu watt. Còn nếu mà anh chị tự đi mua thì hãy nên đi tham khảo trước. Các anh chị đi mua đèn thường hay quan tâm đến vấn đề giá nhiều hơn. Các anh chị đến cửa hàng của tôi cũng vậy. Các anh chị hay ở câu hỏi đầu tiên đó là đèn này bao nhiêu tiền?
bảo hành bao lâu. Nhưng anh không chị không quan tâm rõ là đèn này có đủ công suất cho phòng nhà tôi không. À, phòng nhà tôi 30m2 thì lắp bao nhiêu bóng điện, bóng bao nhiêu á. Đó, các anh chị phải quan tâm đến điều đó. À, kích thước khoét lỗ của đèn này là bao nhiêu, đã đủ cho ánh sáng chưa. Chứ anh đừng, anh chị hãy gác sang một bên đó là đèn này bao nhiêu tiền. Các anh chị phải cho chúng tôi biết rằng mục đích sử dụng của anh chị ở vào phòng nào, ở phòng khách và phòng bếp, phòng sinh hoạt chung, nó sẽ phải là một loại đèn với công suất khác nhau, cái công suất khác, kích thước khác. Và phòng ngủ, phòng thờ, đúng không? Thì hãy đến đây để chúng tôi sẽ tư vấn cho anh chị một cách khoa học nhất, tốt cho thị lực, phù hợp với mục đích sử dụng. Các chị đừng quan tâm quá nhiều đến là câu hỏi đầu tiên các chị thường đưa ra, đó là đèn này bao nhiêu tiền. Và bản thân chúng tôi tư vấn cho anh chị rằng chúng tôi cũng không trả lời các anh chị trực tiếp vào vấn đề là đèn này bao nhiêu tiền. Bởi vì các anh chị phải biết rằng là nó phù hợp với mục đích nào thì phải dùng đèn bao nhiêu, công suất bao nhiêu thì sẽ giá tiền tương ứng, và chất lượng đèn như thế nào, bảo hành ra sao thì mới ra đến giá. Hãy quan tâm đến vấn đề là chất lượng ánh sáng trước, đừng quan tâm đến giá. Bởi vì chi phí đầu tư cho thiết bị điện, đặc biệt là các loại thiết bị chiếu sáng, nó có thể chỉ bằng 1% giá trị của ngôi nhà. Biết anh chị mà nhà anh chị xây hết 1 tỷ đến 1 tỷ 500 triệu thì chi phí đầu tư cho ánh sáng thông dụng, chưa nói đến cái phần trang trí khác, đèn trang trí khác, thì anh chị chắc chỉ khoảng hết từ 10 đến 15 triệu thôi. Đấy, một phần rất là nhỏ nhưng mà nó phục vụ anh chị lâu dài. Không có ngày nào anh chị không bật đèn cả. Nên hãy chọn những cái đèn nào có ánh sáng phù hợp và tốt cho thị lực. Các anh chị quan tâm sâu sắc đến vấn đề này thì hãy đến cửa hàng Dũng Đèn tại 47 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, để chúng tôi sẽ giúp anh chị có một cái giải pháp ánh sáng phù hợp ở trong ngôi nhà của mình, vừa sáng vừa sang và tốt cho thị lực. Các anh chị có thể gọi đến số hotline chạy dưới của video này, tôi sẽ đến trực tiếp, các anh em kỹ thuật viên sẽ đến trực tiếp tại nhà, tại công trình của anh chị, tư vấn cho anh chị đầy đủ hơn trước khi anh chị quyết định là trả ra bao nhiêu tiền để mua sản phẩm đó. Các anh chị lắng nghe video của tôi thấy hay, hãy like và chia sẻ cho người thân bạn bè. Xin cảm ơn và xin chào.